hai cái một lượt cả nhà ơi. Ôi ơi cái hôm coi nè, chết luôn rồi, hai cái kiềng mắc chuột hết hai cái luôn cả nhà. Tấn chào cả nhà luôn cả nhà. Thì hôm nay Tấn tiếp tục đi thăm bẫy nha. Thì Tấn vừa đến luồng bẫy nè, ông trời cũng vừa mưa tới luôn. Thì mấy ngày nay mưa bão quá trời à. Không biết tình hình thì gắn dắt gì nó chạy sao đây. Thì Tấn cũng vừa đến cái luồng bẫy của Tấn nè, mà ông trời ông cũng vừa kéo mây tới rồi cũng vừa rất hột mưa luôn. Thì để Tấn tranh thủ Tấn thăm nha, thăm cái này và Tấn kiếm chỗ Tấn đục mưa nha. Thì chung vô cái bụi chuối nè, cái này cử rồi nó dính con rắn nhì nè, đùa chị á. Còn lúa ngoài đó thì ta cũng cắt hết rồi cả nhà. Ôi nước lên nè, có ngập cái bẫy không? Không, không ngập, không thấy gì hết rồi. Ôi con chuột còn, để Tấn cho nó bịt lúa nha, và Tấn tranh thủ kiếm chỗ trốn. Hôm trời em cũng tạnh mưa rồi nè cả nhà, có nắng hí hí lên rồi nè. Tấn đặt trong đây ba cái rồi, mới nói ba cái bây giờ chó nó làm hết cái rồi. Bỏ đây đi để nó quần coi nè. Để vô Tấn thăm trong đây hai cái trong đây, không biết tình hình như thế nào đây. Có nắng lên rồi nè, đẹp trời rồi nè. Hồi nãy giờ Tấn thăm mấy cái nó cũng không dính viết gì chăng. Cái bên đây thì Tấn mới đặt ở cửa rồi nè. Cửa này chắc tiêu rồi, chuột bọ gì gắn ghét gì nó không chạy đâu. Tao có phần thấy hàng trắng trắng nha, bự nhỏ đây không biết trong bự bự coi. Chợ con hành ba con đầu tiên nha. Ồ nè, ỉa phân nè. Rồi đang để đây luôn nha, lại đằng kia thăm cái đằng kia nữa đi, xách cái bẫy đi lại đằng đây. Chắc cử này cái clip này không biết có đăng không nữa. Nhưng mà có đăng thì cả nhà mình có xem, cô chú anh chị mình có xem thì đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha. Tấn đi thì nó cũng hơi lắc nha cả nhà, cái này cử gọi để dính gắn có chút ép nè. Gậu không có phân nè. Ồ chuột còn. Rồi để Tấn cho nó bịch lúa nha. Cái này cứ gọi Tấn quên, cái này Tấn cuốn luôn đi. Rồi không có phân luôn, chết quớt luôn. Trời ơi được con hành, hành ba, hành nhỏ. Ok đi, bữa nay kiếm gắn, cố gắng chục con này cũng được cả nhà, chục hành ba vậy cũng được để kiếm tiền chuột. Chứ bữa nay thì chắc ăn là xác định này, mưa bão kiểu này gắn nào cũng không có chạy nữa. Ồ, nắng lên đã quá. Tới hai cái chỗ, tới cái chỗ hai cái bẫy giữ trời của Tấn này. Cái này thì nó dính hai con nhất rồi, còn cái bên kia thì nó dính con rồi. Cái bên kia thì chiến tàu của nó mất, cái bữa hổm nó mất con chuột. Cái cử sao cử rồi thì dính con nhất. Ồ, dính nữa hay gì kìa. Ồ, con mạnh kia nữa cả nhà ơi. Ôi vô rồi, vô rồi, vô rồi. Đây nè, nè cả nhà thấy phân nè, trắng trắng nè, mạnh kia rồi. Trời ơi nó đã, trời ơi nó bích rồi. Cái bẫy huyền thoại nha, chỗ này gắn dữ trời vậy đó. Tấn lần cái bọc ra. Ôi ôi đây nè, trời đã con ta, để Tấn nấp nấp cho chiếc xe mới được. Kim cây Tấn khiều nữa cho nó. Còn bên kia một cái thôi, để Tấn qua Tấn thăm cái bên kia luôn nè. Mạnh kỳ nè, Tấn qua Tấn thăm cái bên kia. Cái này nó cứ rồi nó
chín con 7 lần mấy hay gì ạ. Chờ con chuột con. Sao cái bẫy nó lật ngang nè. Chờ nó bịt lúa nha. Tấn đặt lại nha cả nhà. Để Tấn bắt rắn ra. Rồi, đi thăm tiếp nha cả nhà. Tại vì hết 7 xe cua rồi. Đây nè, cũng mới dính được con rắn nhì nè. Tấn không có quay được tại người ta cắt cỏ cái bên đó. Nói chung là cái nào Tấn quay được mới quay nha cả nhà. Tại vì bây giờ mắc 7 quá trời rồi. Con này chắc có 8 lạng à. Nè. Để Tấn khiều nó. Khiều khiều móc móc nó coi. Ủa cái đầu coi nè. Cái đầu cành kia nha. Hàng whip, hàng whip. Mưa bão mà được hàng whip vậy thì thôi thứ gì chịu nổi. Rồi vô coi nè. Rồi nó đã. Phải ra hoài kìa. Chắc có 8 lạng à. Cái chỗ đó cái gì mà gắn còn nhiều vậy ta? Vậy là máy su huynh không ai phát hiện rồi đó. Trời ơi nó ẩn. Nó ẩn cứ ngắt luôn rồi nè. Nè. Nó không chịu ra nó ẩn nè. Ẩn kỳ quá vậy. Thọt cái nó. Nó hên nó bữa hôm đặt nó dính nó chứ còn mưa này. Mưa này thì thôi thua. Nó dính mấy ngày mà đầu tiên nó Tấn đặt xuống á. Trời ơi rắn này. Mũi chích chết. Mày ẹo uống ẹo hoài. Thử xuống. Xuống. Xuống nữa. Chút xíu nữa. Đó. Vậy đó anh thương nhiều không? Ngoan anh thương nhiều. Ngũ hành đó. Bự dữ vậy. Dạ, chắc cả 8 lạng, 8 lạng hơn ạ. Đặt đâu rồi? Dưới kia. Đồ con này chắc hơn 8 lạng nha cả nhà. Ngũ hành dạng tí nhiêu? Nó tùm lum giá hết trơn hả? Thôi rồi đã. Mọc bầu quá. Con gì nữa, con hành nhỏ lắm. Dạ mấy con này nhỏ. Anh nuôi bò hả? Bò. Cái mưa mà gặp được vậy lẫn được vậy là ngon lành canh chanh. Lúa không hả? Dạ bằng chuột. Lúa thì mình để cho con chuột nó ăn á. Con nó cũng bự lắm. Con này con rắn nhì chắc cỡ 3 lạng mấy 4 lạng không tới. Thăm mười mấy cái rồi đó. Đợt này thất rồi. Mưa bão nó ế. Cơ 4 lạng. Đặt mưa. Bán á hả? Dạ. Em đặt nhiều bẫy lắm. Bịch lúa nào còn sử dụng được sử dụng nha cả nhà. Còn bịch nào mà hết rồi thì dục chứ. Còn bịch nào mà nó còn khoảng 70% thì xài. Này hai con em dồn lại. Tại hết 7 rồi dồn. Ừ. Anh né qua giùm cái để chị qua chạy trúng cái máy quay ạ. À. Nhóc con gắn. Ủa, quay chi vậy? Em làm YouTube đó chị. Đăng lên mạng. Dạ.
đi, trời ơi em lề mề quá. Đây ký máy rồi đó. Cả nhà mình xem thấy hay á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Và cho Tấn một like, một lượt chia sẻ nha. Rồi, Tấn tranh thủ Tấn đi thăm tiếp nha, để trời mưa nữa nha. Đây một cái này nè cả nhà. Cái này cử rồi, Tấn bỏ hết cử. Tại ta rút cây cầu rồi, đặt cho đã rồi, ta rút cây cầu. Ồ, có phân nè, có phân cục bự quá mà. Ồ, cái lọn nó nhỏ quá nè, thấy không? Đây cái đầu ngón tay Tấn nè, chắc nó không bự, không biết gắn gì đâu. Không hành, hành ba nó hay gì rồi. Đâu rồi nè, hành ba nữa rồi. Ở ngoài kia, hồi nãy Tấn đặt mấy cái, mấy chỗ đó chiến rồi mất chuột hết trơn luôn đó nha. Mất chuột hai cái mà chiến này bị người ta bắt gắn hết trơn luôn rồi. Một cái bị bắt gắn với một cái bị người ta treo lợp lên cây á, là cũng hiểu rồi. Anh bắt gắn ra nha cả nhà, dồn cho một cục anh, cái hai ba con, cái này ba con, cái này được gắn nhì bự lắm nha. Ta kêu ước gì được đó đó cả nhà, nãy giờ ước gắn ba dính gắn ba không à. Ta thích bắt gắn nhì thì ra trước, ước gắn ba cho dính gắn ba không à. Bây giờ ước lại nha, ước gắn nhất nha. Ê gắn này mới ăn chuột và chắc ói cho ăn hồi ói qua quá. Con này năm lặng mấy. Đây. Còn cái đuôi bong bong đó, không biết đột biến hay là đột quỵ, không biết, nghi chắc đột quỵ quá. Con được nhì không? Trời đất quỷ thần ơi, có bị lớn nhưng cũng eo tới eo lui hoài. Trời ơi, gắn này làm ứa máu với nó không? Đó, mày là mày chống với tao hả? Ồ, thầm biết. Tao sợ luôn á, mất gãy với quá trời mất à. Mốt chắc không quay nữa quá. Mất gì đâu mà cử nào cũng mất 5-7 cái chứ. Không biết được gì, chắc không được gì đâu. Nãy giờ bị mất bẫy rồi, bị bắt gắn rồi phá gì ô tè le không mé nha. Ê trời cha, tại có mình anh mày đó. Đó đó vô gắn này, gắn bự đó, nó mập hết trước mập. Trời ơi cái con này nửa luôn, bên trong khúc sau cho nó dính gắn bự khá khá. Trời cái gì hồng hồng vậy, dính con hay con gắn bự nữa coi. Sớm ước gắn ba mười con gắn ba, hồi nãy giờ nó dính muốn bệnh vậy. Gắn ba không, bây giờ ước gắn nhất nha. Rồi chung đó trơn rồi, ba ông à,
ơi, ba ông quấn vô hoài. Tấn dồn lại nha, cái này tấn dồn lại nha. Chúng gác ơi, trời. Một em, trời ơi, nó ăn cái bụng mà. Nó ấu như chuột à, thú quắc luôn. Con này nó mới dính. Vô đây hồi ấu nha. Chưa xong đây nữa là nấu ra rồi. Vô không vô kìa không kìa. Đó đó đó. Đây nè, cái con này đuôi trắng phích nè. Ủa này trắng tư luôn nè. Sao? Cái này độc quỷ chứ không phải độc biến. Chở chúng ra ngoài cho mấy bà. Hơn 2 kg rồi đã, kiếm ăn được nha cả nhà. Đó đó đó. Trời trời. Cái vô cỏ nó nắm cứng ngắc à. Kiếm ăn được nha cả nhà. Tính đầu mà bữa nay đi thay chuột chứ ai nhà cũng cũng được. Hồi nãy nó dính gắn bự cái chạy phèo phèo chiếc xe nhà bỏng mà. Rồi để Tấn tranh thủ Tấn đi thăm tiếp nha. Trời ông cũng mưa nữa rồi cả nhà ơi. Thì Tấn ghé vô cái chỗ người ta chắc gom nè. Tấn đục mưa nha. Thì cũng tới có tới mấy cái bẫy mà nó bị mất chuột hoài đó. Còn 4 cái cuối cùng à. Mà trời bây giờ mưa quá lớn rồi, Tấn ghé vô Tấn đục đỡ. Để trời tạnh mưa thì còn 4 cái đó Tấn đi thăm nữa. Rồi kết thúc clip. Đây tới chỗ 3 cái bẫy mà bị mất chuột hoài, 2 cái bẫy bị mất chuột hoài nè cả nhà. Trời thì cũng tạnh mưa rồi. Ở đây cái nè, hồi nãy Tấn đặt cái phía bên đó đó, một cái Tấn thăm rồi mà nó không dính. Để Tấn thăm mấy 3 cái này coi nó như thế nào. Ủa cái này không dính nè. Ồ cái này mất chuột nữa cả nhà ơi. Trời ơi, mất chuột nữa nè. Chết luôn rồi. Nói làm bẫy bự mà không làm. Để Tấn để đây đi, Tấn lợi đằng kia. Tấn thăm một cái đằng này nữa coi như thế nào. Cái đó là mất chuột, lần này là lần thứ 2 rồi đó. Rồi trời chỉ mưa tới nữa rồi, chết luôn rồi. Tấn tranh thủ Tấn thăm nha. Quá trời ông kéo đen thùi tới nữa rồi. Hồi nãy còn còn có chỗ đục. Còn bây giờ là không có đem cái áo mưa theo luôn. Trời ơi coi nè. Trời ơi. Trời cái hôm. Chết luôn rồi. 2 cái một lượt cả nhà ơi. Trời ơi cái hôm coi nè. Chết luôn rồi. 2 cái kiền mất chuột hết 2 cái luôn cả nhà. Thôi để Tấn tranh thủ Tấn đặt lại nha. Trời mưa. Còn bên kia 1 cái. Tấn đi thăm sao nha. Ở đây 1 cái cuối cùng là cả nhà. Rồi biết còn cái bẫy không? Các bạn ở cái bẫy Tấn đặt ở đây. Dính không à? Ồ còn con chuột nha. Chuột lú đầu ra kìa. Để Tấn cho nó bịch lúa nha. Ôi trời nó mệt. Đặt lại cho kỹ mới được. Rồi chỉ mưa quá trời không biết. Để Tấn kiếm đường Tấn qua cái khu bên đó. Tấn đặt 1-2 cái nữa coi sao. Bên đó thì thấy vườn lớn cũng ngon lắm. Tấn cũng thăm xong rồi, đặt lại xong rồi nè cả nhà. Nó mất chuột thì vô thôi. Cử sao chắc ăn là Tấn sẽ dập vô. Ôi cái hôm coi nè. Không biết cái con quỷ gì. Chắc ăn là Tấn. Chắc ăn là con hổ hành là xiên. Trời bữa nay đem cho chuột cho nhiều. Còn cho 1 đống nè. Trời ơi ông Hì nữa rồi. Ồ có đen thui rồi. Bên đó mưa rồi đó cả nhà. Thành quả này rất ngon nha. Mưa bão mà kiểu này được một cục về là tuyệt vời lắm nha cả nhà. Để Tấn cũng tranh thủ rồi Tấn đi ra cả nhà. Ra xe rồi kiếm chỗ đục tiếp nha.
Rồi thì Tấn cũng xin tạm dừng clip nha. Chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo. Rất mong là cử sao cái luồng này sẽ dính hai cái con chiên cấp chuột của Tấn nè. Không chắc, Tấn chắc là từ giá 2 đến 3 con đó.